cái phong cảnh giống như này. Các bạn có thích những cảnh giống như vậy không các bạn? Bạn nào thích thì bình luận ở dưới cho Hoàng Kim biết nha các bạn. Nhân vật nổi tiếng trong một bộ phim mà mình đã từng xem rất là nhiều lần rồi. Cái bộ phim này thì chắc tuổi thơ ai cũng đã từng coi rồi. Wow! Một bài hú đen có bên hát kìa mẹ ơi. Từ từ để mẹ lại coi coi con ơi. À, ở đây rất là nhiều hú nha các bạn. Con này không biết là con hú hay con nai nữa. Mình cũng không gành gì hai con này nữa các bạn ơi. Nhưng cái này là người ta chỉ giả thôi con ơi, chứ không phải là con hú thiệt đâu nghe các con. Bạn nào biết đây là con hú hay con nai thì các bạn bình luận ở dưới giùm mình nha. Mẹ ơi, bên đó cũng có nữa kìa mẹ. Không chỉ có hú nai không đâu các con ơi. Các con nhìn dưới nước có con gì nữa kìa. À mẹ ơi, cái miệng con cá bự quá. Ở trên đó thì bầy hú đang ăn cỏ. Ở trên này thì thác nó đổ xuống rất là đẹp nè các bạn. Ở dưới sông thì có cá nữa. Cái khung cảnh thiên nhiên rất là đẹp luôn các bạn ơi. Hoàng Kim với Gia Hân thì rất là thích những cái phong cảnh giống như này. Các bạn có thích những cảnh giống như vậy không các bạn? Bạn nào thích thì bình luận ở dưới cho Hoàng Kim biết nha các bạn. Bây giờ mình tiếp tục đi tham quan thôi các con ơi. Chào các bạn. Hôm nay Hoàng Kim và Gia Hân sẽ được mẹ dẫn đi chơi nha các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ được vào khu du lịch nè. Đây là gì tôi của mình nè các bạn. Để mình quay cho các bạn xem khu du lịch có gì nha. Qua bên đó có con gì mà bự quá kìa các bạn ơi. Wow! Thì ra mấy con này chính là giả thôi nha các bạn. Có con này rất là bự nè. Các bạn đó xem con này con gì đây các bạn. Oh my god. Wow. Ở trong này có rất là nhiều tượng luôn. Nhìn những bức tượng này giống như những nhân vật trong phim mình đã xem. Các bạn biết là bộ phim gì không? Các bạn bình luận ở dưới nha. Wow, ở đây có rất là nhiều những bức tượng. Có những cái tượng mà chú khỉ nhỏ nè cũng rất là dễ thương. Và đặc biệt là có bức tượng của bốn cái nhân vật nổi tiếng trong một bộ phim mà mình đã từng xem rất là nhiều lần rồi. Cái bộ phim này thì chắc tuổi thơ ai cũng đã từng coi rồi. Các bạn thử bình luận ở dưới xem mình có giống ý kiến nhau không nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt các bạn. Các bạn ơi, các bạn ơi, gom lại đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt các bạn. Tạm biệt các bạn.